Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và hôm nay á, thì rất là vui luôn anh chị ơi, em có dịp đi qua khu đô thị 562 trên đường Lê Đức Thiện thì đã lâu rồi mới gặp lại anh chủ đầu tư. Anh Thân rất là dễ anh Tân rất là dễ thương luôn nha anh chị. Thì anh nói là hôm nay anh còn duy nhất một cái căn B9 trong cái dãy nhà đối diện khu đô thị 5 sao, nên ảnh giảm giá mạnh cho mình luôn, từ 950 triệu hiện tại chỉ còn có 750 triệu thôi nha anh chị. Và đặc biệt 760 triệu chứ. Và đặc biệt một điều á là nếu mà anh chị mình có mua mà trước Tết nha thì anh Tân á anh sẽ giảm cho mình và tặng cho mình một món quà rất là ưu đãi luôn. Tuy nhiên anh chị thấy nè, nhà mình nằm giữa một cái khu dân cư rất là đông đúc luôn. Bà con ở đây nè, về nè, ở trang hoàng nhà cửa rất là ok rồi. Hiện tại mình chỉ còn duy nhất một căn B9 này thôi. Đây, nhà của mình thì có kết cấu là một lầu nè, gồm có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nha. Nằm giữa khu dân cư nè, đường xá thì rất là đông đúc, rất ok luôn. Và xung quanh bên đây á, thì bên bên anh Tân cũng đang lên những cái công trình mới nữa, hứa hẹn là sẽ có những căn nhà rất là đẹp cho anh chị mình luôn. Thì sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em tham quan chi tiết căn nhà nha. Diện tích nhiêu vậy thân? Dạ thì dạ thì với cái diện tích á, là nhà của mình là ngang 3 cho ngang 3,6 m nè, dài cho 9 m, xây một lầu, hai nhà phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nè. Và ở đây em Trung thích nhất á, là cái chuyện là anh chị thấy không, ngoài trước nè đường xá rất là rộng rãi luôn, đổ bê tông rất là to này nha, rất là to luôn. Rồi ở đây nè anh chị thấy nó cái bậc tam cấp vào nhà nè, từ cái mặt đường á, với lại cái nền nhà của mình á, là nó cao hơn, là nền nhà mình cao hơn phải là gần 8 tấc nha anh chị, rất là cao so với mặt đường luôn. Nên anh chị ở đây mình cứ yên tâm sẽ không sợ mưa nước dập dập dột vô nhà hết trơn nha. Thì nhà mình cũng như bao căn nhà khác được bảo vệ bằng cái lớp cửa hai cánh cửa sắt nè, có kính mờ ở trong bảo vệ rất là tốt luôn, chắc chắn luôn. Đây đây là không đây là cái phòng khách của mình nha anh chị. Đó anh chị thấy không, phòng khách rất là rộng rãi luôn. Ở trên tường của mình như anh chị thấy nè, tường của mình có rộng khung bao như thế này thì anh biết, anh chị sẽ biết là tường của mình là nhà tường riêng rồi, nó tường riêng luôn. Và ở đây mình treo một cái bức tranh Vạn Lý Trường Thành rất là đẹp luôn nha. Thì xung quanh nhà đó gạch đã lót lên rất là cao rồi, đây anh chị thấy không, gạch lót lên tới 1,4 m rồi, rất là cao ráo sạch sẽ luôn. Ở dưới nền của mình á, thì sử dụng là gạch gạch bông 60 nha. Đó anh chị xem nè, trần á, thì rất là cao luôn. Chính giữa mình có một cái đèn to nè anh chị, nó cái hệ thống đèn của mình là toàn bộ là đèn led hết trơn nha anh chị, mình sử dụng nó sẽ rất là đỡ, tiết kiệm hao điện luôn. Và ở đây của mình đó là nằm trên đường Lê Đức Thiện nên là điện nhà nước, và nước là nước thi cục hết trơn á anh chị, mình cứ yên tâm. Thì từ vị trí của nhà anh chị mình di chuyển đâu đó tầm khoảng gần cây số thôi là mình đã tới được cái chợ Bình Chánh rồi, nói chung rất là gần luôn, mình chỉ đi một tuyến đường một Lê Đức Thiện là tới luôn. Thì cái anh chị thấy cái song sáo này không, nó để ngăn cách phòng khách với phòng bếp nè. Còn cái phòng bếp của mình á, anh chị thấy một cái bếp cực kỳ to luôn đó, ở dưới mình có tổ bếp dưới rồi nha. Anh chị mình mua về thì em Trung sẽ làm cái tổ bếp trên thêm cho mình luôn. Mặt bếp á, thì là được lót bằng đá hoa cương nguyên một tấm nè, rất là to luôn. Bồn nước của mình là bồn đổ inox nè, và tối ưu quá hết không gian luôn. Thì ở trong dưới góc cầu thang nè, mình có một cái ống cấp, một cái ống xả, một cái ổ điện cho anh chị mình sử dụng ở đây để mình sử dụng máy giặt ở đây đó, ông cắt bút xạ để sử dụng máy giặt nè, rất là ok luôn. Rồi phía cuối nhà bên tay trái á, thì mình có một cái nhà vệ sinh để sử dụng ở dưới nè, gạch thì lót rất là sạch sẽ nè, tường thì gót gạch cũng rất là lên cao luôn, các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết trơn á. Và bên này thì cầu thang của mình á, là sử dụng là đá hoa cương nè, còn tay vịn cầu thang là bằng gỗ uốn éo rất là đẹp nha anh chị, gỗ này làm thủ công cực kỳ đẹp luôn, cầu thang đá hoa cương nè. Và cái nhà của mình á, nó dài nên anh chị thấy là cầu thang rất là lài luôn, rất là dễ đi. Và đặc biệt một điều là nhà mình á, chỉ có 760 triệu thôi nhưng mà nó có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì khi mình lên đầu tiên nè, bên tay phải anh chị sẽ gặp có cái phòng ngủ thứ nhất, phòng này là cực kỳ rộng rãi rồi, nếu mà nhà mình mà đông thành viên á, phòng này có thể là ở được 2 tới 3 người luôn, rất là ok nha anh chị. Trần thì rất là cao nè. Rồi mình di chuyển tí xíu nữa thì mình gặp cái phòng ngủ thứ hai trên trên lầu, các thiết bị vệ sinh cũng đầy đủ nè, cửa cũng là cửa nhôm nè, kính mờ nè, cho anh chị mình dễ dàng sử dụng luôn. Và anh chị thấy ở đây nè, mình có một cái van không đó, là cái nhà này á em đã cho chuẩn bị cho mình một cái bồn nước 500 lít ở trên rồi đó, cho anh chị mình dễ dàng sử dụng luôn. Trời mà ban ngày mà có cúp nước á, ban đêm cúp nước, anh chị mình vẫn có đủ nước để sinh hoạt hàng nguyên một ngày luôn nha. Và cái phòng mà em thấy đẹp nhất á, là cái phòng mà trước nè anh chị thấy không, rất là rộng rãi luôn. Phòng này mà hai vợ chồng ở thì tuyệt vời quá trời rồi, có cửa sổ nè, có cửa ra ban công nè đó, cửa sổ cũng có những song sắt bảo vệ rất là ok luôn anh chị đó, song sắt bảo vệ luôn, cửa ra ban công nè cũng rất là đẹp luôn. Đây em mời anh chị di chuyển ra đây xem nè, nhà mình nằm giữa khu dân cư nè, anh chị thấy bà con ở không, rất là đông đúc luôn, cực kỳ ok luôn. Với mức giá chỉ có
760 triệu thôi mà anh chị có một căn nhà đối diện khu đô thị 5 sao nè, rồi trên đường đi Đức Thiện nó dài nữa thì nó quá ok tuyệt vời rồi, siêu rẻ rồi. Và nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà này rẻ nè, phù hợp với túi tiền thì hãy liên hệ em Trung qua số điện thoại trên màn hình để mình có thể đi xem nhà trực tiếp luôn ạ. Và rồi em Trung xin chào, cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo ạ.